Ngày hôm nay mùng 3 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hà Văn Hạ, 40 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Hạ là nghi phạm sát hại vợ, chém bố mẹ vợ trọng thương xảy ra ở xã An Hưng, huyện An Dương. Trước đó khoảng 21 giờ ngày mùng 2 tháng 3, Hà Văn Hạ đến nhà bố vợ là ông Nguyễn Văn Hắt, 61 tuổi, trú xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Tại đây trong lúc nói chuyện, Hạ bất ngờ dùng dao đâm vợ là chị Nguyễn Thị Hắt, 33 tuổi, trọng thương. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục tấn công gây thương tích cho bố mẹ vợ là ông Nguyễn Văn Hắt và bà Phạm Thị Đê, 60 tuổi. Sau khi gây án, hung thủ đã rời khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa các nạn nhân đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Hắt sau đó đã không qua khỏi. Đến rạng sáng mùng 3 tháng 3, nghi phạm Hà Đình Hạ đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn chuyện gia đình, trong thời gian chờ tòa thụ lý đơn ly hôn, người vợ đã bế con chung 3 tuổi về nhà bố mẹ đẻ. Đêm mùng 2 tháng 3, Hạ mang theo dao tìm đến nhà bố mẹ vợ gây án rồi bỏ trốn. Kết quả khám nghiệm cơ quan chức năng xác định, chị Hát bị đâm tổng cộng 23 nhát, tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Văn Hát bị đâm một nhát vào ổ bụng, bà Phạm Thị Đê bị một nhát đâm thấu ngực. Được biết, Hạ là lao động tự do có một tiền án, từng có một đời vợ và ba con riêng. Sau khi kết hôn với chị Hát, hai người có với nhau một con chung 3 tuổi. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.